thần thú Kỳ Lân. Kỳ Lân thường được nhắc đến trong rất nhiều huyền thoại và truyền thuyết phương Đông. Chúng được xem là những thần thú quý hiếm, được con người cực kỳ coi trọng. Kỳ Lân thường sống ẩn nấp, không cho con người biết đến. Chỉ khi đạo đức con người thăng hoa và thuần khiết trở lại mới có thể thấy được loại thần thú này. Những câu chuyện về Kỳ Lân có thể được tìm thấy ở khắp mọi nơi trên thế giới. Sinh vật huyền thoại này có hình dáng giống như loài hươu với một chiếc sừng ở giữa trán. Trong nhiều câu chuyện thần thoại châu Á, Kỳ Lân được mô tả là một trong những sinh vật đầu tiên được Đức Sáng Thế tạo ra và là loài sinh vật thuần khiết nhất trên trái đất. Người Á Đông xem đây là loại linh thú hiền lành, thậm chí nó không hề làm hại bất kỳ sinh vật nào dù là nhỏ nhất. Trong quá trình di chuyển, Kỳ Lân luôn cẩn thận để không dẫm lên côn trùng. Ngay cả móng chân của Kỳ Lân dường như cũng không chạm vào cả ngọn cỏ khi chúng chạy. Điều này dường như có thể có mối liên hệ chặt chẽ với quan điểm cấm sát sinh trong một số tín ngưỡng như Ấn Độ giáo, Phật giáo và tôn giáo Dài Nà. Những tôn giáo này đều có chung một nguyên lý, đó là mọi sinh mệnh đều quý giá và đáng được trân trọng. Theo truyền thuyết phương Đông, Kỳ Lân tự do, hoang dã, đồng thời cũng là những sinh vật cao quý nhất. Kỳ Lân thường ẩn mình vào những thế giới huyền bí cho đến khi đạo đức nhân loại được thăng hoa trở lại. Khi đó, thần thú này sẽ xuất hiện trước mặt con người và đồng ý cho con người thuần hóa nó. Trung Hoa. Người Trung Hoa cổ đại lưu giữ một truyền thuyết kể rằng Kỳ Lân là con vật canh giữ hang động của thần tiên trên núi Tiên Sơn. Người Trung Hoa xưa tin rằng Kỳ Lân có thể bảo hộ con người ra vào cổng nhà bình an, cho nên họ liền dùng nó để trấn trạch. Trong thuật phong thủy, trấn trạch là để đảm bảo cho căn nhà được vững vàng và những người sống trong căn nhà đó được an lành, thịnh vượng. Lúc mới đầu, Kỳ Lân được dùng để coi giữ lăng tẩm. Về sau, nó được dùng phổ biến để canh giữ nhà môn. Kỳ Lân được mô tả là sinh vật mình hổ hoặc hươu, móng ngựa, đuôi bò, đầu rồng và toàn thân được bao phủ bởi những chiếc vảy cá màu sáng bóng. Có nhiều truyền thuyết nói rằng Kỳ Lân có cánh hoặc ít nhất là nó có khả năng bay lượn nhờ đám mây dưới chân và có thể băng qua vô số vùng trời rộng lớn. Theo đó, Kỳ Lân cũng là linh vật trong tứ đại thần thú gồm Long, Lân, Quy, Phụng. Ngoài ra, Kỳ Lân Trung Hoa còn có một chiếc sừng ở giữa trán nhưng không có dáng thẳng và xoắn ốc như Kỳ Lân Tây Phương mà hướng đầu nhọn ngược vào trong. Kỳ Lân luôn được coi là linh vật của chính nghĩa. Chúng bảo vệ, mang đến bình yên, tri thức và cả sự thịnh vượng đến cho con người. Việt Nam. Trong các câu chuyện dân gian của Việt Nam, Kỳ Lân được gọi là Lân. Những mô tả đầu tiên về loại vật này có từ 2.700 năm trước. Còn Lân được tượng trưng cho sự thịnh vượng. Với người Việt thì Lân là một trong những loài động vật linh thiêng. Vì vậy, hình tượng của chúng luôn được sử dụng để trang trí cho đền chùa. Lân cũng được miêu tả là có đầu rồng, thân ngựa. Thậm chí trong một số tài liệu còn cho thấy Lân sở hữu mũi sư tử và sừng hươu. Giống như Kỳ Lân Trung Hoa, toàn thân của Lân Việt Nam được bao phủ bằng lớp vảy bên ngoài và ria mép giống như cá trê. Đặc biệt, Lân Việt Nam có thể thay đổi nhiều hình dạng khác nhau. Đối với dân tộc Việt Nam, Kỳ Lân là một biểu tượng của sự may mắn, hạnh phúc và sự trường thọ. Ngày nay, Kỳ Lân được cho là một sinh vật chỉ có trong huyền thoại. Tuy nhiên, chúng lại được miêu tả khá chi tiết trong văn hóa truyền thống của nhiều dân tộc trên khắp thế giới. Hơn nữa, đa số được miêu tả với đặc điểm khá tương đồng, đặc biệt là đều có chiếc sừng trên trán. Đây phải chăng chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay trong thời quá khứ xa xưa, linh thú này đã thực sự tồn tại? Trong sử sách còn có một câu chuyện. Vào năm Lỗ Ai Công 14 tuổi, Ai Công ra vùng ngoại ô săn bắn. Lúc ấy, có vị thương võ sĩ bắt được một con quái thú, bèn thỉnh Khổng Tử quan sát. Khổng Tử nhìn thấy liền viết, Lân, rồi lấy tay áo che mặt, nước mắt giàn giụa,
ông thở dài viết: "Đạo của ta đã tận." Khi đó có thuyết rằng Lân Hiện Vu Giả, Tắc Vương Giả xuất, nghĩa là Kỳ Lân xuất hiện ở vùng thôn giả, ắt xuất hiện bậc vương giả. Vậy mà loài thú mang niềm lành như vậy lại bị con người bắn giết. Khổng Tử cho rằng bắn giết Kỳ Lân là thiên hạ đại đạo không còn, bởi vậy ông cảm thấy rất đau lòng.